rút kiếm nghịch thiên. Chính tất cả anh em thích game mobile thì cuối cùng Long Thằng BK cũng đã tái xuất giang hồ vào lúc 9:50. Thì bây giờ game cũng đã có rồi, tạm thời đang là hai server. Thì nhân vật đầu tiên là nhân vật kiếm ca, đang là Ngự Hành. Nói chung là không say thiên được đạo vô em. Tình nhân hữu tình, nhân hữu tình, thử lấy thân này diệu thương sinh. Để coi ai nhất niệm tích dạng đạo, nhất thế động phủ thiên. À, cũng không biết con này nó đánh bằng cái gì nữa đây. Hạ vũ độ vô lượng thân, nghiệt vô lượng tội, thành vô thượng chính giác. Thiên sư la sinh cửu u, nại hà không độ. Để coi tận trường vạn hồ quy lộ. Lễ âm dạ song phượng. À nó cũng hai nam hai nữ nha em, hai nam hai nữ nha, không biết lựa chọn con nào đây. Thôi chọn con nữ đi cho đẹp phải không? Con này cũng được, con này cầm cái móc cũng thiên được. Thiên đạo vô tình, cầm cái chữ nhân được, hữu tình. Cái chữ thử đi. Lấy thân đây, này. Thân hình nhỏ này hơi diệu thương sinh tí không? La sinh cửu u. Ờ, nhỏ này đại hà không đồ. Eo nhỏ hơn. Tận thiên đạo vô tình. Này thì nhân to hữu hơn, tình. Rồi mình sẽ chọn con to. Thử lấy thân này diệu thương sinh. Rồi vô anh em ơi, server 1 nghe anh em, nó có 2 server rồi, ra tới server 2 rồi anh em ơi. Bà mẹ cái game trước thì test sao mới vô test thì dính bản quyền âm nhạc giống nghe đờn to te vậy đó. Cầu trời cho cái game này có giao dịch được anh em ơi, giao dịch được tự do, không tự do thì cũng cho biết tên nhân vật cũng dễ anh em ơi. Tháng này 3 game rồi đó, 3 game mà nó chưa có cái game nào sao mà nặng như vậy. Chà, chắc mới vô nó cũng tải nữa đó anh em ơi, nó cũng có tải nữa đó anh em ơi, để coi nó nằm đâu, tải đâu. Ba đê nha nè. Bd. Nạp đầu tặng thằng khí. 29 phút. Để tí lấy điện thoại rồi mình đăng nhập lấy điện thoại mình nạp tầm khoảng 20k được không ta? Không biết mình có cài đặt nạp trên điện thoại chưa không biết. Hôm nay không xuất hiện nữa. Thôi, kệ nó xuất hiện thì xuất hiện, mình mặc luôn cho dễ, tụi em à. Anh này đang trong phó bản nè anh em ơi. Đấy, người mỗi đi. Lần có nhiệm vụ là đang trong phó bản. Đương nhiên là mình chơi trên PC, mình chỉ không nói nặng giặt lắc anh em. Sau này mình không nói giặt lắc cái ngày đầu của fan đâu. Tại trên PC thì lúc nào cũng nhẹ trên điện thoại hết á. Ây cha, mới đây được 12k. Mau lùi lại rồi kìa. Có mèo chiêu tài nè, nè. Có mèo chiêu tài nè. Cái này tích nạp hiện tại là 0 linh ngọc. Nạp liên tiếp 50 linh ngọc sẽ được một. Không thể nào. Sao cười. May mắn là sao đây. Sức mạnh hiên viên. Sức mạnh hiên viên. Để coi may mắn. À, một má nè em ơi, cái này không biết đây. Tích nạp hiện tại là 0 nạp cũng nhận được luôn. Nói chung là vừa có ngọc phá vừa có ngọc. Hiền viên kiếm chủ. Cũng có sự mới nha. Để coi là nạp. Đến. Máu của lão tử không dễ lấy đâu. Truyền dân hiền viên. Tiếp một quyền của ta đây. Không có bỏ được. Nói chung là trong tháng này, tháng 3 này với tháng 8 này nó ra khá là nhiều nha. Tập này nó ra rất là nhiều luôn á, ra nhiều game. Mà hai game trước mình thấy chơi được, tại vì nó khó giao dịch quá, khó cài rồi nè. Kẻ. Nó đang test một cái con game kiếm vũ thiên hành ca gì đó nè. Mình test ngày hôm qua rồi, mình up ngày hôm qua cho anh em xem rồi đó. Tên này có bản lĩnh đấy. Uống linh huyết. Kiếm linh hiền viên.
Nói chung là cái đồ họa của cái game này khá đẹp nè. Nói chung là nó rất là rõ nét. Không, cái này mình không lập tức rèn luyện kiếm chủ, khiêu chiến thành công có thể nhận hiên viên kiếm. Nói chung là hình ảnh cũng khá đẹp nè. Nói chung là hình ảnh rất là rõ nét anh em. Hiên viên kiếm là thanh kiếm của Dương Quyền, ta sẽ không giao cho kẻ yếu đâu. Mày tưởng là tao yếu mà mày... Tao mà mạnh mày chứ làm sao mày, mày được. Quýnh mày dài phát. À cái auto cũng nằm ngay chỗ này nè. Thành bình găng xây xây nè anh em ơi. À có thư. Vô thư. À được cái gì đây? Lương tháng của bạn đã đến vui lòng nhận. Hiên viên kiếm giao cho người đấy. Giao thì đấy. Tụi nó không có cái nút bỏ qua luôn á ta. Vì sự biết con. Gì trời. Boss cá nhân. Wow, boss bạn sở hữu đã mở rồi. Level 35 nha em, level 35 đánh dễ dàng, không cần tranh cướp. Lên cấp cũng nhanh quá chứ. Không biết cái game này nó có cho giao dịch như thế nào, em phải ít ra nó giao dịch. Nó giao dịch mà nó khó khăn thì nó cũng phải cho mình biết được cái tên giao dịch cũng ngon, còn cài được chút xíu. Chứ bây giờ đem lên bán thì nó giá thì không được giá được. Thì tối qua thì mình cũng linh, có sát thương tăng mạnh, và có thể hồi HP. Vina game thì nó là game của MU xưa nè, game MU xưa nhưng mà nó không có reset lên cấp mà mình không có đăng lên, mình chưa đăng lên anh em. Tự nhiên giờ nhắc ngang cái tên của cái game đó cũng quên. Lão phụ tìm mãi mới ra, người hãy nhận hai quyển cổ thư này coi như quà mừng ngươi trở thành. Mở khóa cổ thư kích hoạt thiên linh thể, PK có thể phòng thủ cực chất. Vậy là cái hệ thống nhiệm vụ này nó nằm trên mặt màn hình luôn rồi. Hoạt động chút. Đó mấy năng năng kỹ năng trước đi anh em ơi. Nó đánh quái đánh gì cũng được. Thái độ 100 năm trước. Đúng là hình ảnh này nó đẹp thiệt anh em ha. Rất là sắc nét, rất là rõ ràng luôn ha. Rất là rõ ràng nha anh em. Rõ lắm, nói chung là hình ảnh đồ họa đẹp lắm. Thiên Ngu Sơn gần trăm. Về đồ họa thì tương đối tươi rối luôn. Ảnh này anh em nhìn thấy khá là đậm nét luôn. Để mà mình để coi nó vô chưa ta. À đây chứ. Đây cài đặt. Chắc mình chơi luôn server 1 luôn quá anh em ơi. Ở đâu ra đồ quả đâu ta. Hiệu ứng công suất cao luôn anh em, cao luôn, nó lên cao luôn, nó tự động nó lên cao, có nghĩa là nó phát hiện cái máy tính của mình á là có hình cao là tự động nó năng luôn. Tầm khoảng chút xíu nữa là chụp bạn. Tới đánh một trận thật sảng khoái nha. Làm bóc bất kỳ 3 ngày anh em ơi. Nó để mình 30 phút ở đây chứ thực chất nó đâu không có. Nó để vậy đồng bộ nó gấp rút cho mình nạp vô cho lẹ nè. Chứ thực chắc là hết 30 phút anh em nạp vẫn được thưởng bình thường. Để coi trợ lực. Rồi trợ lực có ngày nữa nè. Thử thách chung là vô cũng bị vừa ngãi vừa đồ thật lắm chứ.
quái à? Gì đây? Đăng nhập 7 ngày nhận quà, quà gì không biết. À, có tính năng hoàn lại để mình làm nhiệm vụ nữa. Mình tạm dừng tí xíu nha nè. Cái nào quan trọng mình sẽ quay nha. À, vô boss là phải quay nha. Hả ly hòa liền luôn. Tới đánh một trận thật sảng khoái nào. Giờ mấy cái game mình thấy lỗi hồi xưa, chỉ có mình nói thiệt, chỉ có game của VTC là thử thức tỉnh kỹ năng kiếm linh, sát thương tăng mạnh, còn có thể hồi HP. Biết được bao nhiêu giây ta. À, nó quýnh diệt có một phát một ngoài chứ nó không biến thăng anh em ơi, không biến hình anh em ơi. Mình tưởng nó chạy đó, không biến hình, nó về thời gian nó hồi đập chỉ một phát một ngưng rồi. Không ổn, ta nhận được âm phù cầu cứu của Tiêu Sư Huynh ở. Ồ, mới trang bị bậc 2 ở biến cắt xích bất. Ây da, à để mình coi tỷ lệ nạp bao nhiêu ta. 4 đô chết bà, hơi đắt nghe anh em. 100k chỉ có 350 ngọc anh em ơi. Trước khi kiếm chủ đời trước tấn công thiên cấm từng đi đến nhiều nơi. Triệu đúng không? 50k. Gồm có bắt mà, tiếp là ta không thể nhớ chi tiết. 1.2 đúng không? Chưa tới chứ. À đúng rồi. Tiên trưởng, 1.2, 1.1. Người đến thung điềm thủy để làm gì? 1.1 vậy đó, 3k mấy. À trên đây thì đương nhiên à. Nó hơi đắt hơn. Mọi người đừng sợ, cùng lên đâu. Quyết để họ mấy nhà anh em chỉnh nạp đi. Tới đánh một trận thật sảng khoái ta. Nếu mà game này chơi ngon là nạp ngày 50k được nè, đúng không? Ngày 50k tháng chịu nghỉ là chơi vui. Chơi vui luôn á, cái đó là chơi gọi là vui luôn. Tới đánh một trận thật sảng khoái nha. Ôi sao nghi cái game này giống cái game hôm trước quá vậy ta. Nó có chợ có shop anh em ơi, có chợ có đấu giá đang tải này. Nói chung mình vẫn còn tải tài nguyên nha. Tải xong cái này nó sẽ hết lắc anh em ơi. Nói chung là tài nguyên đang tải thôi.